Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang đứng đây là tổ 16, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Thì trước khi vào nội dung chính ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin quý vị vài giây để quý vị đăng ký vào cái kênh của chúng tôi, hoặc là bấm nút chuông để được theo dõi những sản phẩm bất động sản mới nhất. Thì hiện tại vị trí tôi đây thì chủ đang gửi lô đất với diện tích là 1 hectare 290 m². Thì cái sản phẩm bất động sản này thì 1 hectare 290 m² thì có 100 m thổ cư. Thì diện tích ôm mặt tiền đường bê tông. Đây, mặt tiền đường bê tông này, diện tích ôm mặt tiền đường bê tông là khoảng tầm 105 m. Thì cái vị trí điểm đầu tiên của lô đất đây, ôm mặt tiền đường bê tông đây. Đây cái cột mốc đây các bạn nhé. Đây cái cột mốc đây, mốc tay tôi chỉ đây này. Đấy. Và đi theo hướng tay tôi chỉ về đằng cái cột điện thứ tư đầu đằng kia. Đấy. Cột điện thứ tư đầu đằng kia là 105 m nhé các bạn nhé. Đi theo cái đường bê tông này luôn. Bên cạnh hai lô đất này là chủ bên cạnh là đang trồng rau này. Đấy. Bên cạnh có căn nhà máy Thái đẹp chứ các bạn này. Mái ngói xanh này. Đấy. Căn nhà máy Thái này, mái ngói xanh này. Còn hiện trạng của lô đất của mình thì chủ đang cho hộ dân thuê để trồng rau này. Đến cái vị trí tay tôi chỉ đây, đến cuối cái con mương nhỏ này, con mương nhỏ này là 105 m các bạn nhé, 105 m. Đây cái cột mốc này các bạn này, đấy là 105 m. Sâu vào bên trong trong vườn kia là 98 m. Đất sâu ở bên trong là hậu các bạn nhé. Đất ở chỗ này thì rất chi là bằng phẳng. Đây tôi đang đi một vòng này, một vòng của lô đất này. Này về phân lô bán nền là rất chi là ok các bạn ạ. Chia được nhiều lô, diện tích mặt tiền lớn này. Đất thì vuông vức này. Thì với cái diện tích là 1 hectare 290 m² này thì chủ đang chào bán với cái giá là 27 tỷ các bạn ạ. Vậy quý vị và các bạn ai có quan tâm đến cái sản phẩm bất động sản nằm ở thôn tổ 16 Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ này thì hãy nhanh tay liên hệ với văn phòng bất động sản Thiện Nhân để được sở hữu sản phẩm này nhé. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.